Vâng, đây là bài Exidian bằng Thế Lương cả hai bãi quả. Quả đầu trên đây, quả đầu 7 cây. Quả phụ ngay kia và bài này có luôn 7 hiệu 6 con. Vâng, tất cả đều đang ok, gỗ đầu gần. Còn đây là máy kim tù xi măng cầm cho giòn, có hiệu đầu, bãi quả đây. Ok, chị anh đàm hiếu, ok. Đây sẽ là bài đá bày 5 con hiêu. 5 con hiêu bãi hiêu đầu về. Đây là máy game thủ Hoàng Mai Nhi 11/16. Hai bãi quả đều ở vị trí xa. Sáu trên 20 là tầm này, cũng như đây có thêm hai con voi nữa. Bài tất cả đều nó có hiêu voi và quả phụ. Bên kia là Ia và Ma. Cùng cho xem khả năng cao chúng ta sẽ đánh hai chém thôi. Bài này không phải là một bài đẹp. Bởi thế ra cùng khỏe được. Cũng có hai cánh rừng thật đấy. Nhưng mà đánh chém thì đánh cung thực sự là mạo hiểm. Quả phụ 6 cây, một bầy hiệu về và hai con voi. Tất cả những cái gì đó là đồ của game thủ trận đấu này. Bên kia là Ia của Nam và Maxi là của Chibo. Đánh 25 con dân, tầng cao kích đời và tầng 74x. Cho 740 trò, 25 con dân của game thủ Hoàng Mai Nhi. Cùng cho xem bài vở của bên kia. Đây là xi măng thiết kế lông dân ra đây ăn bãi quả phụ 5 cây và còn hai con voi nữa. Kích đời phải tầm 8 bao nhiêu. Rồi, làm xuống chuẩn bị cùng cho xem tầm kích 84x. Đây là máy game tổ hoặc mà nhìn 25 giờ thôi, cùng cho xem. Đây là lồng dân ăn vàng.
vẫn sẽ có 3 con lục dân vào hoàn chỉnh thôi. Và anh sẽ là người lên đời sớm nhất bản đồ ghi điểm số như thế kia. Lưng giáp trước, sau đó sẽ là lưng công. Cùng chờ xem sẽ gặp ai. Bên này có Maxi nữa. Vâng, gặp 16 cái tù nam Sokyu là Kamiya. Vừa mới thiết kế nhà điều kiện. 20 giây nữa thì con giò sẽ ra. Của mình sẽ lên công giáp đầy đủ rồi. Lên giáp trước xong. Nam vẫn đang ăn thêm. Vẫn đang ăn một cái bãi quả. Vẫn đang còn đang ăn giò. 26/3. Tiếp tục một bài nhiều đồ ăn như nam Sokyu. Con giò xuất hiện, nhưng con giò là khả năng cao chứ chưa có công giáp gì nhiều. Ồ, sao thế? Ồ, không phải vọng tiếng đâu anh em ạ, tại vì hôm nay là em bình luận bằng cái tai nghe chứ không phải là bình bình luận bằng mic cơ. Thì cái cát xe này hôm nay nó chỉ gì là tai nghe thôi. Thành ra nó vọng thì rất mong anh em thông cảm. Vâng, cảm ơn Arsenal Tuấn đã gửi tặng cho game thủ Hoàng Minh 50 sao. Vâng, ăn rất nhiều lồng dân của cái tù bò bay. Cái tù chỉ bò chết nguyên một bãi gỗ. Bay đánh chém rất tốt ở cái trận đấu này, đang đánh 1L, 1A. 4 chiếc ruộng này cứ là ok cho anh ra được đều 1L, 1A. Rồi, 33 thôi. Tiếp tục, còn đây là máy game tù xi măng. Vâng, 1Y đâm vào nhà xi măng. Nhưng mà xi măng cũng kịp thời ăn được rất nhiều đồng dân Maxi của chị Boy. Một mãi quả. Bây giờ thì chị Boy sẽ đi vào đây. Rất là gắt. 2Y đâm vào. 2Y, 2L. 2Y và hai con chém. Còn đây là chém của game thủ Nam Sokyu. Vẫn không dám vào đây. Khi quân ở nhà game thủ nhìn là rất là đông. Ăn thêm hai đồng dân của bảy. Mai tại là 38 đang thi đấu rất rắc ra những con chém của bên 16 nào. Bảy y đã đâm sang đây rồi. Y của màu 7 đã đâm sang đây nhưng mà y khả năng cao chỉ là 92 thôi. Không phải 93 đâu. Khả năng cao em nghĩ là vẫn bắn được. Vẫn bắn được. Thế là cùng đặc đà là vẫn chơi được. Đang sang rồi. Bốn con. Bây giờ sẽ là ta sang nhà màu 6. Bây giờ ta sang nhà màu 6. Mình có cả cung R. Có cả cung R từ hướng này. Và cung giáp đây đủ cho con lạc đà. Sẽ xô với thằng Nam sau khi 5. Không có lấy cái gì có thể đỡ được cái tên mà hỗ trả. Không đi được. Sang rồi. Rồi. Sang có sang nhà anh Bách và chém một quân nữa. Một sáu này khả năng cao không có cửa đâu. Sáu khả năng cao không có cửa đâu. Bây giờ sẽ tích cung vào. Đèn hết nhà BL của đối bạn. Rồi, bãi gỗ của Lam đây. Chê thêm những đàn nông dân nữa. Đàn rất là giật rồi. Bên kia thì bầu 7 là người đã yếu hẳn khi xi măng báo về liên tục. Đó là bầu 7 đã chết rất nhiều dân. Bây giờ là Maxi thôi, đang mất tham tương đối là rõ ràng. 100 gỗ dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bên đây màu 7 chi boy đang đâm vào điên loạn. Một P. Yếu mà yếu thì anh phải cho tập được cái xe. Còn 24 thôi. Bắt lốt cái đàn này đi.
Nhà thì bị đâm hết nhà lính rồi. Bây giờ chị Băng sẽ phải được người quản này một sau. Làm con người thôi. Không, không có gì cho mình ai đâu à. Vâng, chị boy này đang đâm vào. Mình 6 trên 36 rồi. Bây giờ quạt này 16 không? Có 7 khả năng cao, chỉ có từng cái quân thôi. Không còn nhiều. Vâng, xin chào anh Nguyễn Đại Khải nhé. Đây là nhà của màu 6, màu 6 bắt đầu về nhà rồi. Bây giờ sẽ phải trơn ốp lại nhà màu 6, và đây có những đơn vị dân nè. Màu 6 bây giờ này có con chém đứng ở nhà nhiều này. Rồi chết, tầm 5 con đông dân nữa. Y sẽ mang về thủ cho màu 6, để nó đoán tình huống như vậy. Rồi bây giờ Y của màu 7 sẽ về thủ nhà cho màu 6. Bảy thôi. Nhưng bây giờ những con y này thì khả năng cao vẫn chơi được. Không, đội bạn phải có răng rất nhiều y ở cái tình huống này. Đứng trên dốc tỉa xuống không? Chiếc VR thứ hai là thiết kế. Bây giờ cả chip boy nó nằm sau kêu đang là những người thù với nhau. Bốn thôi. Điều này vẫn đang không vội vàng. Vì đơn giản rồi bạn có cả y ở đây. Một mình chém rồi. Thì còn dễ. Thì mark C của cái thủ chi boy đang ở khu vực này. Tham lai là 30. Nghe. Lần cái giáp đây này. Khả năng cao mình có giáp. Rồi đã cấu rìa dần những cái con y này, nó đen ra định một tình huống mà định cúng nhiều mang ra đến từ cái củ nam, nhưng một tình huống nó quay lại ngay. Ba mươi rồi. Ba sau đang có cái tham lại. Ồ, đang đi về nhà màu 6 này. Cao màu 6 này nó khá là cao, chứ bòi chỉ ba con y đứng đây thôi. Nó vẫn đang cấu rỉa. Đang cấu rỉa hết những cái con y này thì sẽ xô vào. Rồi, xi băng đang quản dần màu sau. Nam sâu kêu. Một con y nhưng mà không có giáp thì khả năng cao Nam còn chém lại cơ. 3-2 đến được game thủ của mình rồi. Vậy để bắt cái con chém cuối cùng của mình của game thủ chị bò. Chị bò còn thêm 2 con chém nữa. Vẫn đang rất căng thẳng ở cái mặt trận này. Chưa biết là tình hình tham lai tham lùng như thế nào rồi. 30 thôi. Rồi, lốt đi, lốt đi, lốt đi. Chơi thôi. Một con chém nó nằm xuống.
Vâng, y chỉ là y chang hai thôi, nếu như không nhầm chỉ là y chang hai thôi, còn phải là chết lốt ai có đi đến từ game biểu trị boy rồi. Bây giờ có thể xô hẳn vào nhà nam sau kêu cũng được. Rồi chị boy đi sai thì số là một điều chúng ta sẽ có trận đấu bản lề.